Tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lễ ra quân được xây dựng theo hai hình thức là trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Lễ ra quân trực tuyến đã bắt đầu từ 8 giờ ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Theo quyết định số 1676 của Thủ tướng, Bảo hiểm xã hội sẽ lấy tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, với mục đích vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề Chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa. Mục tiêu lễ ra quân hướng tới là nhằm bảo đảm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có trên 12.400 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu, bảo đảm việc phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt nhất.